Chào quý vị các bạn, tôi đang có mặt ở nhà chú Vũ Sóng Hồng ở xã Nga Nìn, huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Và đến thăm vườn nhà chú thì ngay phía trước tôi đây tôi thấy một cây xanh. Và chú Hồng có thể chia sẻ cho cháu cái cây này được không ạ? Cây này là dáng đi là nó phải khó trực, nói có trực phải trực lắc không ạ? Nó là trực thôi, nó cũng gì là trực thôi. À phải là trực thôi. Vì thấy thân nó lắc nó, như thế. Nó hơi lão lão tí. À. Thấy giờ lòng giật được. À. Giờ lão giờ trực. Vâng, đây là chú Hồng. Vâng. Vâng. Chào. À, đấy là theo như chú nói này, đây là cây trực. Vâng. Cũng rất là vui cho tôi hôm nay về được giao lưu rồi được các anh trong câu lạc bộ đưa đến các nhà vườn, các thành viên trong hội chơi cảnh của huyện Nga Sơn. Đến trước hết là đi thăm cây và giao lưu trò chuyện và được quay những clip gửi đến quý vị các bạn. À, chúng ta chuyển sang cây cái này thì chắc là nó đây, rõ hơn rồi. Là long, rõ ràng. Long rồi. Vâng, nó không lẫn lộn. Và một cây long. Một cây long này là con long này là long phá chưa nhỉ? Phá cũng cải cách rồi đấy. Cũng vâng. Theo cái cháu thì có lẽ là truyền thống ngày xưa rồi mà cũng gò kéo lại rồi. À, các tay tiếc là cũng cắt. Yeah. Cắt lây làm lại rồi. Vừa sang chậu. À, thấy chú đang ủ rễ này là chắc là mới sang cái chậu mới này. Đúng không? Sang chậu mới. À. Đây, bộ bệ chúng ta có thể nhìn thấy tháo bệ đó cũng được rồi đúng không? À, cho một tí. À, tháo ra một tí chắc không sao nha. Yeah. Tháo luôn. À. Vâng, để chúng ta quan sát cái bộ bệ của cây giáng long này. Không ơi, như thế anh em trên mạng mà muốn giao lưu thì chú có giao lưu cây này không? Ai giao lưu cây nào cũng giao. À, vâng vâng. Đấy đấy. Vì rất nhiều người điện hỏi mua cây nên là trước hết cứ hỏi nhà chủ trước để cứ giao hết. Và giao lưu. À. Mới tập chơi cho nên là kiểu gì cũng chơi. À, một cây giáng long rất già. Đẹp. À, có lẽ tôi sẽ lấy bóng của cây này. Rất là đẹp. À. Và tiếp tục chúng ta chuyển sang cây này là dáng siêu. À. Siêu. Cũng Nam Điền chứ chú nhỉ? Nam Điền. Một những cây già đấy. À. Rất già. Cái này nó ở trong cơm cho nên nó hơi màu nó hơi ấy. Trước già nó vàng hơn cây kia. À, cái này là phải già. Cái này nó chơi nó là lấy về được. Cái này thân liền. Như trước là xây nhà để cướm, để nó cướm. Chất già rồi đấy. Thanh siêu. Cái này chú cắt giam lâu chưa? Cắt nửa tháng à? Vâng, nó đang bật lộc, nó nhìn nó xanh, nó đẹp, mượn mượn. À, đẹp quá. À. Ba cái này cắt cùng một lúc đấy. À, là ba cây xanh này cắt cùng lúc, nó bật lộc rất là đẹp. Đây là cây gốc hồng hồng rừng, hồng à. Người ta đào trong rừng nhưng mà hồng này nó là hồng đặc. Hồng không đặc đấy, gốc này nó như một con cóc đấy. Cái này nó đẹp lắm. Cái này được ghép hoa hoa màu hoa trà rất là thơm. À. Thơm cực kỳ, một hai bông rồi thôi nhưng thơm lắm. Đây là của thằng em nó trên Lạng Sơn, trên Nam Mường. Chuyên về cung cấp những cái loại hồng này. À. Em cũng tâm huyết để lại cho một số cây anh chơi. À. Bên nhà nó có một số cây nữa. Đây ông cậu mua cây này về ông thử khí. À. Cái này ở dưới chân bệ đẹp lắm. Vâng. Nó như một con cóc luôn đấy.
cây hồng. À, chuyển sang thấy một cây bonsai nghệ thuật. À, vào hình rất là đẹp. Cây đấy của chính Hiệu. Của anh Hiệu. Trước anh Hiệu cũng tặng anh một cây, tặng hồng một cây. Vâng, và cây rất nghệ thuật. Anh em mới tập chơi cây nên nó chưa hiểu cây. Anh cũng sắc rừng đấy. Đây cũng vâng, sắc rừng đẹp đấy. Trước ông kính tôi đây là một cây ngũ sắc, nhưng mà tôi thấy rằng nó lại màu vàng với lại màu cam màu không, màu. Vâng, đây là ngũ sắc ghép ạ. Ghép. Vâng vâng, đấy nên là nhìn thấy nó hơi khác một chút, nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây tôi thấy là cái bệ của nó, cái thân của nó. Vâng, phải nói ra là cái thân nhá. Thân u cục ngũ sắc mà gốc như thế này thì đúng là cũng rất hiếm gặp. Trước kia tôi cũng có đi đào ngũ sắc rồi, nhưng mà ước gì được gốc như thế này. Một gốc rất đẹp. Hoa hoa này có quanh năm không anh nhỉ? Hoa này là hoa quanh năm. Đây này, dòng hoa này là hoa Thái. Đây này, hoa này đây này, hết hoa thì lại có hoa luôn. À thế vâng, là khi mà về cái cây trên nhà đấy ghép vào. À đấy, lấy cái này ghép vào. Vâng, ghép vào, ghép vào chơi. À vâng. Chúng ta đưa về bây giờ chơi cái hoa không của nó vẫn đẹp dài. À, mình có rất nhiều chẳng hạn những cây nhỏ nhỏ như này, nhưng mà thực ra là chưa ghép, nên là nếu không có bên nhà tặng cho cây nhưng mà nó chưa ghép được. À đẹp quá nhỉ, nhìn đẹp. Kim sáu các bạn. Vâng, đây giới thiệu các bạn và quý vị, đây là một cây hoa mẫu đơn, mẫu tử, dáng mẫu tử, trực mẫu tử. Điều tôi thích nhất ở cây này có lẽ là cây bệ của nó và cái độ già của cây này. Đây tay tôi đặt vào này để chúng ta áng chừng được nó già tầm nào, nó to tầm nào. Vâng, ngoài những cây bố trí ở trong nhà chính thì gia chủ còn có một cái vườn ươm phía sau này, cũng rất nhiều cây. Vâng, mà điều đặc biệt ở đây là cốc xì đặc. Cốc xì đặc nguyên khối. Đặc, là đặc biệt đấy nhờ. Cây này đặc biệt đấy, cốc xì này là hiếm đấy. Cốc này có lẽ nó nằm ở trong một cái chậu nhỏ thì một thời gian dài nó mới bết này nhờ. Bết cho nó vỡ cái chậu ra. À chứ thế, không phải nó mọc vào cái chậu, nên là bết nó vỡ cái chậu. Vâng, vỡ chậu thì đang còn nguyên cái hình chậu. Vâng, cây này là đặc biệt. Cái giỏ. À, cây này khi mà tay cành hoàn thiện thì là một cây là mang đi chơi là cũng có là sự khác biệt. Có sự khác biệt đấy. Vẫn nào vẫn tâm đa. À, đây là một cây xanh, cây phôi, nhưng mà cũng cơ bản hoàn thiện rồi. Cây này cơ bản. À, cây đang trong quá trình hoàn thiện. Chắc là cây này chỉ trong vòng khoảng 1 năm nữa thôi là hoàn chỉnh, là thành một cây đẹp. À, dáng sumo, dáng cây sumo. Một khu vườn ươm, vườn
trồng phôi. Và rất rộng, rất đẹp. Rất rộng để chúng ta chơi. Đây cũng là một cây long. Được làm lại. Đang làm lại nhỉ. Vừa thay đất. Như vậy là đam mê lắm rồi nhỉ. Như vậy là cũng có cái được hơn 1 năm rồi, vào cây về là cũng là được. À, hơn 1 năm mà có một số lượng cây này là và ta cứ đi. Cây đẹp lắm. Cái này nhưng mà chưa xuống lá nhìn mới nay phu về làm hơn 1 năm. À. Đẹp lắm, cái đánh bung nó cũng là cây xuất sắc. À. Cái này là nằm trong hội Vin của có hội cây cảnh anh em đam mê rồi. Đấy, cây hoa giấy đang nở hoa rực rỡ. Một gốc sung. Sung này chắc mới bấm về. Mới bấm về. Mới bấm về. Cây hoa giấy rực rỡ. Cây hồng quân nhỏ. À, vâng, nhỏ, đây đây. Nhỏ nhưng mình sưu tầm về, mình để bên đây. À, có quả. Có anh à? Nhưng mà quả. À. À, có quả rồi. Quả này rất là sai. Đây này. À, đấy. Đi chơi về ở họ cây to mình cây nhỏ cũng được. Quả này. Quan trọng là cây lấy cỏ nên là nó phải có cỏ. À. Mà nó là nhỏ, chứ hồng quân nó phải to nó mới già lắm. Nó hồng quân. Đây quả này. Vâng, vâng. Đây là thế là cây của anh gửi cho đây hả? Một chút cây đây. Bên vườn mình bên nhà. À vâng, vâng. Rồi ta thôi ta có khi dừng video đây để vào uống nước với lại gia chủ không có với đến cái là ra quay ngay còn chưa kịp hỏi như thế nào. Vâng, chào quý vị các bạn nhá. Hẹn quý vị các bạn những video tiếp theo.